Ở giữa thì sao á? Ok, em nhờ mấy anh thanh ánh sáng giảm đèn của mình lại xíu để chúng ta có thể thấy rõ những vì sao của khán giả Hà Lạt hôm nay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh thanh ánh sáng rất là nhiều. Và xin thay mặt sẽ tiếp xin cho chương trình xin chúc cho tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tấm tài, tấm lòng, tấm bình an. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, vẫn không nghe nhỏ quá, đằng sau nha.